đi Bình Hải chị. Hả? Còn sao không chị? Dạ cảm ơn chị. Không ổn rồi quý vị ơi. Dạ. Hả? Lạnh dạ. Hello. Chào Hiền Hoàng, chào Đinh Ngọc Tiên. Hello các bạn. Hello chào My. Trên xe nhạc sung dữ vậy hả? Nhạc sung như vậy thì tài xế mới có hứng lái xe được. A Huy mới có 17 tuổi rồi còn gái nên bắt cỡ. Lên. Anh đang đi diễn. Ai quen vậy ta? Sao anh với anh Huy đi hay đi chung thế? Thì hai anh em đi chung xe, đi diễn chung đỡ tiện, đỡ phải đi hai chiếc. Đúng không? Thời buổi kinh tế thị trường mình đi hai chiếc là tốn xăng lắm. Trời đang mưa, trời đang lâm râm. Ừ, hello em. Xin chào các bạn. Where are you now? Hey. Trời mưa ướt áo ướt quần nhưng không ướt được tinh thần dân chơi. Yeah. Where are you now? Trời mưa ướt áo dân chơi nhưng không ướt được tinh thần dân chơi. Trời mưa ướt áo dân chơi lạnh quá dân chơi đi về. Yeah. Đi về là dân chơi, đi về ai thì ở lại coi ca nhạc đây dân chơi ơi. Anh đi mặc nháo gì chứ? Tối giờ có chích ổn rồi bơi ba con có chích cái nào chưa mà sao mặc nháo vậy ông ơi. Hey. Đang ở đâu vậy? Mai em ra. Thôi em ra làm gì? Hỏi em ra làm gì? Anh tốn cơm tốn gạo. Cái gì đây công an hả? Hỏi chỗ ơi, chỗ ca nhạc á. Rồi, đến ngã tư quẹo tay trước. Hey. Quý vị ơi, đến ngã tư là mình sẽ quẹo tay trước nha. Where are you now?
you now. Hey. Thằng bờm có sắp tiền đô của ông xin đổi NC ban. Bầm rằng bầm chẳng lấy ban của ông xin đổi xì bo 110. Bầm rằng bầm chẳng lấy 10 của ông xin đổi xì bo 2 càng. Bầm rằng bầm chẳng lấy càng của ông xin đổi Let's search lên luôn. Thằng bờm nó khôn lắm quý vị ơi, quý vị có biết không hả? Thằng bờm nó giống như là thằng Akira Phan. Akira Phan nó cũng rất là khôn quý vị ơi, yeah. Tối nay anh có show hả? Tối nào anh cũng có show hết em. Tối nào cũng phải đi phục vụ bà con, cô bác. Quý vị khán giả, quý giả khán dĩ ở khắp mọi nơi, mọi miền trên đất nước Việt Nam. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm. Cũng chính là lúc ôm em chặt chặt. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm. Cũng chính là lúc ôm em chặt chặt. Giờ cứ mắt mắt vu vơ. Giờ cứ mắt mắt vu vơ. Yeah, Sài Gòn cũng có lẽ đẹp nhất về đêm. Sài Gòn cũng có lẽ đẹp nhất về đêm. nghe nhạc hứng quá các bạn ơi. Lên. Cố gắng chơi hết đêm nay đi, qua đêm mai là anh già thêm một tuổi, anh sẽ bước sang tuổi 18. Ngày mai anh sẽ trở thành một chàng trai 18 tuổi. Sẽ bước vào đời với một cái tuổi mộng mơ rất là ngây thơ. Hey. Rất là ngây thơ. Yeah. Quẹo trớ, người ta kêu quẹo trớ là quẹo trái đó. Hey. Đi đường mà ta lạc đường, ta gặp người dân ta phải hỏi đường, người ta nói là quẹo trớ là mình phải đi quẹo trái. Quẹo trái biết không hả thằng mất dạy. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten là có nghĩa là đếm từ 1 đến 10 đó quý vị ơi, yeah. Hey. Nhạc hay quá. Năm nay anh 18, ngày mà năm tới là anh 17. Cứ mỗi năm anh lên cái năm tới cái anh lại thục lại cái vậy thôi. Akira vô mà đó, phải có ra là phải có vô, xong rồi có vô là phải có ra đó, thấy không, có lên phải có xuống, người ta mới kêu là Akira vô. Anh mới 18 tuổi mà già hả gì em. Đây cái nhạc Phương Tường của chúng tôi đã đến rồi, dường như là rất đông khán giả đang đứng ở phía trước. Chỉ một đêm duy nhất. Anh lúc nào cũng ngây thơ đáng yêu như con nít hả? Đúng rồi, cuộc đời có là bao mà mình phải vui chứ. Kệ em kêu gì kìa. Sao đậu ở đây vậy? Vô báo điểm đi, đậu chỗ khác đi. Để người ta thấy mình đang qua tay qua chân kỳ lắm. Đúng rồi, đậu sát chỗ đó đi. Hôm nay anh hát bài gì ạ? Hôm nay anh hát một ca khúc rất là mới. Đó là Bài Học Vô Giá. Và yeah, mong kiếp sau vẫn là anh em. Yeah. Nếu anh có like sân khấu không hả? Không biết nữa. Hên xui. Đúng rồi, đậu sát trong đây đi.
nó đang hát ở bình bình này bình gì? Bình Sơn. Đừng có tắt nha, tắt là nó mất nhạc. Cái miệng không ngừng hả? Đúng rồi. Ngừng làm gì? Mình có cái miệng duyên, mình phải nói chuyện để cho những cái gì coi như là tinh hoa tinh túy của niềm vui chúng ta sẽ bay ra khắp mọi miền nơi đất nước. Chúc bạn ra nhiều sức khỏe. Cảm ơn Ngân Đàm nha. Hey. Bây giờ toàn bờm đẹp trai thôi hà. Đúng vậy, đúng vậy. Anh có hát ở chợ Bình Tân không? Có, tối nay. Bữa tối nay mình hát có Bình Tân không? Bình Tân không? Là châu ổ đó phải không? Hội chợ là có xin chào các em. Tại sao lại kéo vô đây đông quá vậy? Trời ơi. Trời ơi đông quá quý vị ơi. Chết mất rồi, đông quá. Đông quá. Trời ơi kéo vô đây đông dữ vậy. Phong phong, ở đây người ta nói là phong phong có nghĩa là phan đó, phan đó. Ồ, quá dữ. Đó, dân chơi, toàn là dân chơi không, dân chơi đứng trong đây không, đó. Đúng rồi, các dân chơi, các con trời, ló mặt vô, nhanh. Đó, trời ơi. Rồi, mua vé vô đi. Trời ơi, không có tiền mua bia nữa hả? Trời ơi, khổ quá, khổ que quý vị ơi, khổ quá. Đẹp trai anh châu tên gì vậy? Cảm ơn các bạn nha. Các dân chơi đang tụ tập trong đây rất là đông rồi. Cảm ơn các bạn đã lấy chim cho mình không? Đó, cảm ơn các bạn đã lấy chim cho mình. Hey. Anh Phan chứ anh Phong đâu mà Phong, Phan. Ờ, Phan chứ phải Phong. Thiệt cái tình. Phan lì á. Đây rồi. Thế anh Phong đi nhậu bằng em đi. Hả? Uống bia rồi em. Uống bia hả? Không có biết uống bia đâu, trời ơi. Toàn là uống sữa không hả? Sữa không khác đi. Sữa đúng rồi, cho mua vé đi, mua vé đi. Cuốn đi, cuốn đi, cuốn đi nghe. Cuốn đó, cuốn phồn đó. Đưa đi nghe. Một lót nữa là Okifon lên hot rồi, cho nhớ cho một tròn phó to thật là lớn nha. Có tiền mua vé hả? Lát em cứ tới chỗ cái phòng vé, em nói là anh Akira Phan, anh nói là anh lo hết cho tụi em cứ vô. Đó, cứ nói vậy thôi. Bây giờ anh ghi âm đi. Cái gì? Ghi âm cái gì nữa trời? Đó, các dân chơi tụ tập ở đây rất là đông rồi, chết rồi. Ở trong xe cho chắc anh ơi. Có mấy trăm vậy anh Aki? Anh hả? Gì? Nó có mấy trăm ấy. Mấy trăm gì? Mấy trăm là người xem ấy. Ừ. Anh núp lùm dữ lắm, không cho người nhiều người coi. Ai muốn vô coi phải mua vé. Vậy ha. Đúng rồi, thầy bút mình khó lắm. Thầy bút mình ai muốn vô coi thì phải mua vé. Chứ không cho vô coi được, chơi được. Đúng không các bạn? Cái thầy em vô á, nhiều người xem lắm. Rồi một lát nữa anh hát bài đó là coi như kéo lên sân khấu nhảy luôn nha. Em ơi, cái gì đâu? Tên em kìa. Cái gì? Cái tên em kìa. Đâu, tên em đâu? Mày ổ tướng quá. Giữ nguyên hiện trường nha anh. Ừ, anh giữ nguyên hiện trường mà. Các bạn chia sẻ đi các bạn. Chia sẻ đi cho nhiều người vô đi các bạn.
hỏi nó họ mấy người đó hỏi có biết là Dương Trì Sâu không anh? Hả? Biết anh Dương Trì Sâu không? Chụp hình chứ anh không? Nhớ là Dương chứ. Dạo này mang mang dữ. Trời ơi dân ở đây nhiều quá. Đó. Vô vô anh, vô. Mấy ông thần không bu. Ừ, rồi chụp đi, chụp đi. Trời ơi, mấy ông thần không bu xung quanh đây. Quá trời rồi. Vô vô vô. Trời ơi quá. Được chưa? Anh hả? Anh hát ở đây là Bình Sơn hay Bình gì? Bình Hải hả? Bình Hải, ở đây là Bình Hải các bạn. Bình Hải, Quảng Ngãi. Còn Bình Sơn là ở Châu Ổ đúng không? Bình Sơn là Châu Ổ, là một lát nữa anh mới chạy qua Châu Ổ. Em chia sẻ rồi hả? Đúng rồi. Cứ dừng chân lại dừng lên. Thôi mình đúng đây, mình đúng đây. Thôi chạy anh. Ok, chào các em nha. Rồi. Thôi không có tiền mua vé thì lát nữa đứng ở ngoài cũng được, la lên. Ê, hey, mong kiếm sao nhưng mà anh em mong lớn lên. Đúng rồi. Thôi kiếm sau đây. Thôi kiếm sau nha. Quậy quá các bạn ơi. Coi chừng dân biển hả? Dân biển sao? Dân biển ở đây sao? Nóng quá quý vị ơi. Trên biển máy lạnh đi. Đang ở đâu mà trẻ ngé nhiều quá hả? Đang ở Bình Hữu. Bình Hữu. Hello anh, ăn nước không anh khác chứ sao không? Nói quá nói mà, cho miếng nước đi. Cưng quá ca ơi, cưng không? Tiêm luôn anh yêu, cô bé tiêm xong bé tiêm đi về đi học rồi. Dạ đúng rồi, dân biển quậy. Lần nào anh diễn ở ngay xứ biển là khán giả quậy. Cảm ơn Thùy Thùy nha. Kiều Trinh nói là anh Naki mọc địch. Trời ơi, chắc là trong cuộc đời của Kiều Trinh chưa bao giờ địch thế sao. Ốm cũng địch dữ lắm á các bạn, thiệt á. Anh có mấy đứa em của anh cũng vậy. Cái thằng em anh nó ốm rờm mà địch khí thế luôn. Nó mà nó bụng vô địch khí thế luôn các bạn. Ghê lắm, kinh khủng khiếp lắm. Cái địch là cái trời cho mà. Người ta nói là cái địch là cái trời cho. Ai mà không địch héo ho gầy mò. Gầy mòn. Bắn tim cho anh xây lâu đài từ nãy. Cảm ơn Đặng Thủy, Thanh Thủy nha. Mấy giờ hát hả? Thường là 8:40 các bạn. Anh về Bình Đại Bến Tre là bánh nóc hả? Thiệt không? Tụi em là kéo coi như là đàn em đi quậy cổ vũ anh nha. Ok, lát nữa anh lên sân khấu anh hát bài Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em. Sao anh không đi hát trong ba ấy vậy? Khi nào trong ba mà bút lịch thì anh đi. Anh dẫn đi hát mà, anh có đi hát ở đâu anh cũng có đi hết. Ở đâu bút lịch trước thì anh nhận cái lịch ở đó. Mốt bây giờ, mốt năm 2017 là mốt mặt tròn mà.
nên các bạn phải coi như là anh nên bởi vì khi mới đi theo mốt á, biết năm nay là mặt tròn nên bởi vậy là phải cố gắng cho mập lên cái mặt nó tròn để hợp với lại thời đại. Thôi điểm này chắc là hủy rồi, trời mưa quá quý vị ơi. Về Gia Lai đánh bia anh. Ừ, khi nào mà về Gia Lai mà có người đánh thì anh đánh bia. Lâu quá cũng không đánh bia. Hết đêm nay thôi là tôi sẽ giả từ đời con gái để theo chồng. Anh về cái lại Tiền Giang là để sân khấu luôn hả? Sao vậy? Dân chúng nó coi như là phản đối quá hả? Phản đối quá. Coi như phá bể sân khấu luôn. Hỏi hát cho em có gì cũng không, anh không biết nên em hỏi hát cho em đi. Em vô Facebook của Akira Fan mà em hỏi hát cho em không mà thì cái tình. Anh đâu phải là coi như là phụ huynh của HKT đâu mà anh biết được lịch trình của con em của mình. Vâng, nam ca sĩ Lato đang có những câu nói hết sức là hay. Vô trang Facebook của ai thì hỏi người đó. Tự nhiên đi hỏi người khác làm sao người ta biết được. Thiệt là tèo leo qué đi. Lớn rồi chúng ta không nên chơi đánh lộn. Lớn là chúng ta phải yêu thương nhau. Đánh lộn mà chỉ dành cho những coi như là thanh niên manh động dễ trâu thôi đúng không? Ông trời ổng sinh ra chúng ta là những người con của ông trời. Ổng sinh ra tất cả chúng ta đều là những người anh em. Nhưng mà có những người bị quỷ Satan xúi dục. Đó, để con quỷ Satan á là nó ghét ông trời. Nên nó muốn phá gia đình của ông trời. Nó mới xui khiến cho những con người của chúng ta ghét bỏ nhau. Thấy không? Đâm chém nhau, chửi bới nhau, hận thù nhau, nói xấu nhau. Đó là con quỷ Satan. Nên bởi vậy là chúng ta phải đừng bị trúng kế. Chúng ta phải biết sống, phải biết yêu thương nhau. Đó. Tại vì chúng ta đều là những con người, những người con của đấng Chúa Trời. Đó. Ông trời ông tạo hóa ra để chúng ta dạng vật sinh sôi, thấy không? Phát triển, sinh trưởng lên là để cho một cái thế giới thật là tốt đẹp. Ông ban cho con người cái sự hòa bình, ban cho con người những cái điều yêu thương, những điều tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta tự chúng ta lựa chọn thôi, đúng không? Tự chúng ta lựa chọn thôi. Chúng ta tự đi theo cái đường lối của quỷ dữ, đúng không? Chúng ta tự làm cho chúng ta khổ, chúng ta tự làm cho chúng ta buồn, đúng không? Bởi vậy là mình phải yêu thương nhau để cho cuộc sống mình lúc nào cũng đầy niềm vui hết, thấy không? Với một cái các bạn vô một cái gia đình đó lúc nào cũng yêu thương nhau, cũng hòa thuận nhau, các bạn thấy gia đình đó hạnh phúc không? Rồi bạn vô một cái gia đình lúc nào cũng cãi vã, lúc nào cũng ganh ghét nhau, chửi bới nhau, các bạn thấy gia đình đó là bất hạnh, gia đình bất hạnh đúng không? Thì chúng ta thấy trước mắt tất cả những cái điều vậy, tại sao chúng ta không biết tránh? Đó. Con người chúng ta cũng vậy. Ông trời ổng sinh ra tất cả con người chúng ta đều là anh em hết. Đó. Nên chúng ta không biết yêu thương nhau thì chúng ta tự đem chuốc lấy cái nỗi khổ, khổ đau, buồn phiền cho chúng ta thôi. 8:40 mới hát các bạn. Hey. Bởi vậy là anh sống trong gia đình của anh yêu thương gia đình, yêu thương anh em bạn bè lắm. Rồi, kính thưa quý vị,
Bình Hữa đã out rồi. Bình Hữa trời mưa quá, khán giả không thể nào tới đông đủ được, nên chúng tôi phải out ở tại Bình Hữa. Và bây giờ chúng tôi đã kéo qua Bình Sơn. Hey, sao lại cũng ngày hôm nay trời, biết đi biết đi, hôm nay lễ không mới vậy. Chúa sẽ ban phước cho anh nếu anh sống như lời nói đúng vậy. Anh sống anh thích tình cảm, thích tình yêu thương, chứ anh không thích sự ghen ghét, sự sống mà sống xấu với nhau, sống ích kỷ, sống không yêu thương nhau là anh không thích, lừa gạt nhau là anh không thích. Hello các bạn mới vô. Anh em Bình Hải hả? Cưng cùa. Xin chào anh em Bình Hở. Tình hình là coi như là Bình Hở khán giả vắng quá, nên anh em chúng tôi đành phải hủy chương trình lịch diễn ở Bình Hở đêm nay. Và bây giờ anh em chúng tôi kéo ra Bình Sơn châu ổ. Hay quá quý vị ơi, nhạc hay quá. Anh vẫn ở Quảng Ngãi. Ngày mai là mình đi Bình Định phải không? Không, ngày mai là kéo về Bình Định. Phú Yên là ở Bình Định đó hả? Phải không? Phú Yên là ở đâu? Và Bình Định là Quy Nhơn, ở Phú Yên là Quảng Ngãi phải không? Hay là Phú Yên là gì? Biên Hòa. À, Phú Yên là tỉnh Phú Yên đúng không? À vậy à. Anh không rành. Giờ đang nghe nhạc coi như là feel để chúng ta có những cái sự tình cảm dâng trào. Bị lịch rồi có sao không? Ở này ông ban tổ chức mà ông bầu ông thấy ít khán giả quá thì ông trả vé lại, ông không tổ chức ở điểm đó thì ông sẽ điều các anh em nghệ sĩ qua cái điểm khác. Thằng Bảo Quang nó kêu như thằng bóng trễ. Chắc bóng à. Các bạn thấy Aki giống bóng không? Giống BD không? Về Xuân Lãnh với Vũ Đoàn lân quanh đi anh, để sức lên sân khấu vậy anh ơi. Yên tâm đi, anh rất là châu bò. Aki ra fan mà, đi đến đâu cũng fan cái đó. Anh Aki theo Chúa thì đừng đeo hình tượng nha. Anh là sao? Đừng đeo hình tượng là sao? Anh không hiểu. Anh là đạo Phật, gia đình anh là đạo Phật, nhưng mà bên Chúa, Đức Chúa Trời cũng là có những cái điều dạy rất là tốt, nên là anh không quan trọng đạo nào cũng có cái tốt hết, quan trọng là mình sống tốt là được rồi. Khi nào mà anh vào sân bóng thì anh mới bóng được. Còn anh mà coi như là
gặp con gái là anh hết bê đê liền à. Cô vợ tâm có cao quá hả? Khó mà các bạn làm thì mới hay chứ, đúng không? Cố gắng lên. Cảm ơn Quang Tính nha. Quang Tính gì nè. Quang Tính lên thôi. Nhạc phiêu không? Nhạc hay không các bạn? Nhạc quá là hấp dẫn luôn. Khi nào anh bị lật giá hả? Khi nào Tài Phương Tường tổ chức lật giá mà mời anh nữa thì anh xuống. Cảm ơn luôn nha, cảm ơn thầy Trần Thị luôn. Nay anh bờ em quá. Bờ là sao? Nay phi chai chính hãng. Nào mới hát à, bây giờ anh qua điểm ở Bình Sơn cho bổ. Thì qua bên đó rồi bắt đầu hát. Còn điểm bên Bình Hải là hủy rồi. Dạ, ở Quảng Ngãi cũng 3 ngày nay rồi. Cảm ơn Thống Bồ nha. Em nhớ câu nói của anh, em cũng chỉ là con gái thôi ạ. Em cũng chỉ là con gái thôi. Chào em trai Akira Phan, em bao nhiêu tuổi vậy em? Em năm nào cũng 18 hết á, mà mười mấy năm nay là mười mấy năm nay là em đều 18 tuổi hết á. Anh còn ở Quảng Ngãi đêm nay, tới ngày mai là anh kéo về Bình Định. Đoàn kéo về Bình Định. Làm bằng ngầu đi anh hả? Mà anh hiền nó không ngầu được. Mà anh cười suốt rồi nên không có ngầu được. Hello chế độ, xin chào các bạn. Anh chưa có lịch ở Bình Dương. Đi nó đường nó mà nó xa. Rồi, rồi. Chị
sẵn đây. Anh hả? Anh nửa nửa. 50-50-50 25-75 gì đó. 1.000 anh em bên Hàn Quốc đang chờ anh qua hả? Khi nào mà bầu show bên Hàn Quốc mà bút lịch anh rồi anh qua rồi anh diễn. Lúc đó anh phải đi coi nha. Hát bài với em không bị ngang bắt nè. Đúng rồi, tay phone à, kéo ra xong mình gắn lửa tay hai bên luôn đó. Rồi mình nghe mình nói chuyện điện thoại hoặc là mình nghe nhạc xong rồi bắt đầu mình tháo ra mình bấm cái nó thu lại đó, nó thu lại. Dạo này anh kia mập lên hả? Ừ. Anh mổ dây chằn xong cái là anh lên ký luôn. Sắp tới qua Mỹ diễn hả? Đúng rồi, sắp tới qua Mỹ diễn. Anh đi Mỹ 2 tháng 3 tháng. Cuối tháng 9 anh đi tới cuối tháng 12 về. Đi 3 tháng. Đi lâu rồi chứ, đợt này đi Mỹ cũng lâu. Diễn mười mấy show. Cảm ơn các thương nha. Các bạn ấn like trang á, ấn like trang xong rồi ấn nút theo dõi. Xong rồi kế bên nút theo dõi á, nó có cái tam giác xuống á, các bạn ấn vô, xong các bạn chọn chữ xem trước. Rồi các bạn bật thông báo qua, các bạn ấn vuông, các bạn chọn là thông báo tất cả, chọn cái hàng thứ nhì đó, là thông báo tất cả những cái bài viết của anh. Và chọn luôn cái bài là tất cả những cái bài mà live stream của anh. Thì khi mà anh live stream hay anh đăng cái bài gì lên, các bạn cũng sẽ thấy trong new feed. Rồi các bạn thấy được lịch diễn, nếu mà núp lịch diễn lên là các bạn luôn thấy. Tình yêu là thế, đôi khi lòng mình muốn nghe. Làm bộ ngó comment tôi chút coi trời. Yeah. Vô nước biển nhiều quá nên bị mập. Đúng rồi, bị hợp nước biển, người anh bị hợp. Đợt trước năm 2000 anh cũng mổ ruột thừa. Rồi anh lên 8kg xong sau đó anh lại giảm xuống được. Đó, anh giảm xuống được 8kg. Rồi bắt đầu cái năm vừa rồi anh mổ dây chằng xong anh lên 13kg. Bây giờ anh đang giảm được mới có 3-4kg. Cảm ơn Trà My nha. Dạ, tại quan trọng là cái ban tổ chức bên Nhật Bản á, người ta phải làm việc, người ta phải mời nghệ sĩ Việt Nam qua thì người ta mới qua. Thời này chưa thấy anh ra bài nào vậy anh. Trời ơi, anh mới ra bài học vô giá mà kêu em chưa thấy. Em vào cái YouTube á, em search Akira Fan á, rồi em kéo xuống em chọn cái kênh Akira Fan á, em đăng ký theo dõi để khi mà anh có bài nào mới ra là em biết. Anh có tập gym mà, về Sài Gòn là anh tập gym suốt. Cùng là lần cuối nghĩ suy thì em cứ đi hãy cứ xa anh và đừng ngẫm nghĩ phút ra sao yêu thương như nào chỉ dần lãng phí. Ừ thì em cứ đi và đừng ngỡ
lạc mất nhau. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Anh đang ở Quảng Ngãi. Vậy hả, đừng có giảm cân hả? Anh phải giảm chứ, anh phải giảm chừng 8kg nữa để cho nó ốm bớt. Ú thì vẫn ú thôi, tại vì mình bị mập nước biển mà. Như các bạn thấy cầu thủ Wayne Rooney đó, đá banh suốt vậy nhưng mà vẫn mập, vẫn béo, thấy không? Nó tới một cái giai đoạn nào đó nó cái cơ thể của mình nó bị hợp á. Hợp trao đổi chất tốt hay là gì đó, hấp thụ tốt á là nó bị lên ký. Lời khen các bạn nha. Cảm ơn chị Ngoại. Hello. Thôi khi gần tới cái chỗ diễn rồi, chào các bạn nha. Tám với các bạn chơi một tí vậy được rồi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. Anh đâu có làm cái mũi gì đâu. Mũi anh đó giờ vậy mà. Tại cái đường nãy em nói quẹo thôi ra đường này nè. Ok, tạm biệt các bạn. Bánh là có cái dòng tam giác lớn quá.